công từ chương trình Hot Teen năm 2008. Chương trình tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam Hot Teen năm 2009 của báo VTM tiếp tục có nhiều sự thay đổi để ngày càng xứng đáng hơn là chương trình lớn nhất và được yêu thích nhất của tuổi teen Việt Nam. Chương trình nhằm tìm ra những đại sứ tuổi teen trên toàn quốc, hội tụ những tiêu chí ưu việt của thế hệ mới: tài năng, tự tin, năng động, sáng tạo và có tinh thần quan tâm với cộng đồng xã hội. Năm nay, Hot Teen thay màu áo mới với sự đồng hành của nhãn hiệu thời trang Converse và nhãn hàng Number One Juicy, hai nhãn hiệu đang được các bạn teen yêu thích. Chương trình năm nay tiếp tục được tổ chức tại 4 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, nhằm mang đến cho các bạn tuổi teen trên cả nước những ngày hội thật sôi động và thú vị. Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm diễn ra vòng chung kết khu vực đầu tiên vào tháng 6 và cũng là nơi diễn ra vòng chung kết khu vực cuối cùng vào tháng 11 vừa qua. Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trước ngày thi chung kết mỗi đợt thì các thí sinh đã trải qua vòng thi sơ khảo và được tham gia vào ngày hội Hot Teen với các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn và bổ ích như hoạt động từ thiện, các hoạt động vui chơi mang tính tập thể nhằm rèn luyện kỹ năng teamwork cho các thí sinh cũng như thể hiện sự năng động của các bạn. Và trong các ngày thi chung kết khu vực, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc các phần thi như thể hiện thông điệp bằng tài năng, ứng xử với ban giám khảo và cả khán giả. Các thí sinh đã chứng tỏ được sự năng động và tài năng của teen Sài Thành. Và các ngày thi chung kết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự là ngày hội của tuổi teen thành phố mang tên Bác. Sau các vòng thi chung kết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã xác định ra 6 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho tuổi teen khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tham dự vào vòng chung kết toàn quốc. Đó chính là các bạn Việt Vân, Lê Huy, Thiên Thành, Quý Toàn, Bảo Thánh và Công Bình. Hà Nội là điểm đến kế tiếp của chương trình. Vòng chung kết khu vực Hà Nội được tổ chức vào tháng 8 đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các bạn tuổi teen thủ đô. Trước ngày thi chung kết, các thí sinh cũng đã có những hoạt động vui chơi bổ ích như cùng đi tham quan một số địa danh có ý nghĩa tại Hà Nội như tượng đài Lenin, nhà sàn Bác Hồ, ăn trưa tại Lotteria. Sau đó, Hot Teen đã đến thăm và tặng quà cho các bạn học sinh trường mùa Nguyễn Đình Chiểu. Sau các hoạt động ngoại khóa, các thí sinh đã trải qua vòng thi sơ khảo thật gay go và sôi nổi để xác định ra 12 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi chung kết tại khu vực Hà Nội. Trong ngày thi chung kết khu vực, các thí sinh Hà Thành đã thể hiện một cách sáng tạo và độc đáo các phần thi của mình. Với phần thi thể hiện thông điệp bằng tài năng, mỗi thí sinh đã mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc khác nhau trong chương trình. Đặc biệt, lần đầu tiên trong chương trình Hot Teen, tất cả các thí sinh tham gia chương trình Hot Teen tại khu vực Hà Nội đã có một tiết mục vô cùng xúc động dành tặng cho 12 thí sinh tham gia vòng chung kết để thể hiện tinh thần đoàn kết của các teen Hà Thành. Sau ngày thi chung kết, hai gương mặt đại diện cho tuổi teen Hà Nội đã có mặt tại vòng chung kết toàn quốc, đó là các bạn Hoài Thu và Minh Vũ. Mình xin giới thiệu một chút về Đà Nẵng, thành phố thân yêu của chúng mình. Thành phố Đà Nẵng có một con sông rất là xinh đẹp và rất là hiền hòa chảy ngang qua thành phố. Và có tất cả là 5 con cầu bắc qua. Xin mời các bạn đến thăm thành phố Đà Nẵng thân yêu của chúng mình nhé. Yeah! Sau vòng thi chung kết khu vực Hà Nội, vòng chung kết khu vực Đà Nẵng cũng đã diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Thí sinh đã tham gia chương trình và trải qua vòng thi sơ khảo thật gay go và căng thẳng nhằm xác định 12 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi chung kết khu vực Đà Nẵng. Trước ngày thi chung kết khu vực, 12 thí sinh đã cùng nhau đến thăm và tặng quà cho Trung tâm Chất độc màu da cam tại Đà Nẵng. Sau đó, các bạn cùng nhau đi tham quan tại các địa danh như Bảo tàng Quân khu 5,
cầu sông Hàn, bãi biển Mỹ Khê, ăn trưa tại Lotteria và xem phim tại Megastar. Các hoạt động ngoại khóa này là một phần của chương trình nhằm giúp các bạn ý thức được về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra một sân chơi thật hấp dẫn và bổ ích cho tuổi teen thành phố biển. Ngày thi chung kết khu vực Đà Nẵng đã thực sự trở thành một ngày hội với hơn 3.000 khán giả tuổi teen Đà Nẵng đến tham dự và cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh tranh tài. Trong đêm thi chung kết, các thí sinh đã thể hiện các phần thi của mình một cách xuất sắc, mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị. Sau ngày thi chung kết, hai gương mặt đại diện cho tuổi teen Đà Nẵng đã có mặt tại vòng chung kết toàn quốc, đó là các bạn Diệu Anh và Lê Bảo. Tại Cần Thơ, điểm đến kế tiếp của chương trình và cũng là nơi chương trình Hot Vitin được chào đón nồng nhiệt nhất. Đúng như tính cách hiếu khách của người miền Tây Nam Bộ, vòng chung kết khu vực Cần Thơ diễn ra vào tháng 10 vừa qua đã được các bạn tuổi teen Tây Đô mong đợi và chào đón thật nồng nhiệt. Thí sinh tham gia chương trình đã trải qua một vòng thi sơ khảo thật gây cấn nhằm xác định 12 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi chung kết khu vực Cần Thơ. Trước ngày thi chung kết khu vực, 12 thí sinh tiếp tục tham gia các hoạt động ngoại khóa của chương trình như thi dân hương tại tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều, dân hoa và chào cờ tại tượng đài Quyết Thắng, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam. Và đi thăm, tặng quà cho trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn. Ngày thi chung kết khu vực Cần Thơ đã diễn ra thành công ngoài mong đợi của chương trình. Hàng ngàn khán giả tuổi teen Cần Thơ đã đến và tham dự, cổ vũ nồng nhiệt cho các thí sinh. Còn các thí sinh của chúng ta cũng đã thể hiện thật xuất sắc các phần thi với nhiều hình thức sáng tạo và độc đáo, mang đậm hình ảnh miền sông nước miền Tây Nam Bộ. Đây là vòng chung kết khu vực hấp dẫn nhất với những kỷ lục thật thú vị của chương trình. Sau ngày thi chung kết khu vực, hai gương mặt đại diện cho tuổi teen Cần Thơ đã có mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Đó là các bạn Hoa Mai và Hoàng Huân. Vòng chung kết toàn quốc Hot Vitin năm 2009 đã trở thành hoạt động tưng bừng dành cho tuổi teen cả nước và đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Chương trình đã thực sự trở thành một ngày hội và thu hút được đông đảo khán giả tuổi teen của thành phố mang tên Bác cùng tham gia. Trong ngày thi chung kết, các thí sinh đã thể hiện thật xuất sắc các phần thi như thể hiện thông điệp bằng tài năng, trả lời các câu hỏi kiến thức tổng quát và đặc biệt là phần thi ứng xử. Các bạn đã thực sự mang lại một không khí sôi động, tưng bừng và thật nhiều cảm xúc dành cho khán giả. Sau vòng thi chung kết toàn quốc, các danh hiệu cao quý nhất của chương trình như Hot Vitin toàn quốc, Hot Vitin thân thiện, Hot Vitin phong cách, Hot Vitin ứng xử hay nhất và Hot Vitin do độc giả bình chọn sẽ được trao trong đêm công bố và trao giải Gala Hot Vitin năm 2009 diễn ra vào ngày 28 tháng 1 năm 2010 tại sân 4A, Nhà văn hóa thanh niên quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.